Hương sắc khuynh thành quyển 3, chương 189, cuộc đời đừng nói tới hối tiếc. 1. Vậy giờ chúng ta hẳn là có cùng tiếng nói rồi. Trịnh Cẩm thì ngồi xuống, Tống Tư Oanh rót cho cô một cốc rượu đầy, cô cũng tự uống cạn luôn, thực ra tôi cũng hận cô, cô hào hàng hơn tôi, đám anh em thổ phỉ này đều phục cô, mọi người lúc nào cũng đông vui tiếu tiếp, còn tôi lủi thủi một mình, chẳng bạn bè, tôi hận không thể cướp hết bạn của cô. Ha 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 tống tư oánh cười lớn ông trịnh cẩm thiền đừng buồn vì bọn họ coi cô là nữ nhân còn coi tôi là anh em đám khốn kiếp không kẻ nào tốt đẹp lần trước kết đội đi tới duy đặt tìm gái bị cảnh sát bắt đi còn do tôi ra mặt thông báo với cha mẹ họ hi hi đơn dũng cũng đi à không có anh ấy có điều cũng chẳng phải anh ấy tốt đẹp hơn mà là anh ấy làm chuyện xấu người ta chẳng thể bắt được thôi ôi tại sao tôi lại thích loại người đó chứ Trịnh cẩm thiền thở dài. Tống tư oanh cười, đã thích rồi thì biết làm sao. Có điều đừng thương tâm, cô còn có cơ hội, cô gái bệnh thoi thóp kia ở đâu, anh ấy chẳng biết, dù tìm thấy thì sao. Người ta coi thường anh ấy, anh ấy còn sáng tới, đúng là thứ hạ tiện. Đúng nam nhân chỉ là thứ hạ tiện, nói hay lắm, cạn. Trịnh cẩm thiền bị cảm nhiễm cũng ôm lấy tống tư oánh. Đồ hạ tiện, làm như tôi một mình thì không sống được ấy. Đúng, nam nhân thối ai mà cần. Hai cô gái uống toàn cốc lớn, một hơi là cạn, rượu bốc lên chửi đơn Dũng càng hăng, một kể chuyện ở trường học, nói khi đó mình đổi bạn trai như thay áo, sao lại đi thích thứ hạ tiện chưa từng đụng vào mình, nói rồi mắt đỏ hoe. Trịnh Cẩm Thiền an ủi, nói đơn Dũng không phải thứ tử tế, nói không chừng khi lên giường còn nghĩ tới cô gái khác. Lúc cười, lúc khóc, cuối cùng cả hai cầm chai lên uống, không lâu sau ngẹo đầu xuống cả đôi ngủ say trong bất cam. Máy bay bay lên trời, Tư Mộ Hiền và Lưu Thúy Vân tiễn chân tống phổ, lặng lẽ rời sân bay. Lên xe Tư Mộ Hiền nói, em đi đón bí thư đi, không thể để chẳng có ai đón được. Còn anh? Anh ở cùng đảng ca. Ừ. Lưu Thúy Vân khởi động xe, đây là xe đưa đón của thôn nghỉ dưỡng, cô học thứ này nhanh hơn chồng. Rời sân bay, vào thành phố, Tư Mộ Hiền xuống xe mua hai chai rượu, Lưu Thúy Vân dở khóc dở cười, anh định chuốt say anh ấy à. Thế mới tốt, say rồi sẽ khỏi nghĩ gì nữa. Kinh nghiệm bản thân hả, em nghe nói trước khi chúng ta kết hôn, anh uống tới vào viện luôn. Ha ha, do tử lượng của anh kém thôi, bất cẩn một chút liền quá chén, đảng ca thì không sao, uống nhiều chút, khóc một hồi, ngủ một giấc, mai dậy thấy đến thế mà thôi. Khi đó anh mà không cướp được em về thì cùng lắm cũng thế, đau lòng một hồi rồi cũng sẽ qua tư mộ hiền cũng chỉ nghĩ ra cách này ai ngờ lưu thúy vân lại không vui đau lòng một hồi rồi qua à em chỉ đáng để anh đau lòng một hồi sao sớm biết vậy em không gả cho anh để anh uống chết luôn em xem em gả cho anh chúng ta hạnh phúc mỹ mãn em lại ao ước kết cục bi kịch à tư mộ hiền dỗ vợ chẳng bao lâu về tới hưởng mã trại lưu thúy vân sợ xảy ra thêm chuyện phiền hà dặn dò một phen mới để chồng tới nhà đơn dũng cô lên nhà gỗ trên núi làm việc, đợi đón vương hoa đình. Nhưng chuyện này phải nói làm sao? Bí thư hoàn toàn không biết gì, trong lòng lão đại đã có người, có hồng nhan tri kỷ rồi, không biết ở ngoài còn treo hoa gẹo cỏ bao nhiêu. Lưu Thúy Vân không muốn bí thư tham gia vào vũng nước đục này, cô nghĩ mãi rồi quyết định, nói thẳng. Tư mộ hiền cũng nghĩ mãi, rồi lại nói chuyện với cha mẹ đơn dũng, con trai như bị ma nhập, không ăn không uống cứ nằm trên giường nhìn trần nhà. Lão đơn nói cứ để nó nghĩ, nghĩ thông rồi sẽ qua, đằng hồng ngọc không chịu nổi, cầu tư mộ hiền khuyên đơn dũng. Trước kia khó khăn như vậy còn qua được, giờ cuộc sống tốt lành rồi lại tự làm mình đau khổ là sao? Với lại đâu thiếu cô nương, tiểu toan ni, tiểu tống, còn cả diệp tử của thôn nghỉ dưỡng, cô bé nào không đáng yêu, ai gả cho con trai bà, bà cũng cười không khép miệng được rồi. Thế là tư mộ hiền bê hai món nhắm, sách trụ đi lên lầu, gõ cửa một lúc lâu mới thấy Đơn Dũng lười nhát đi ra mở cửa, nói chẳng có tí sinh khí gì, sao, mẹ anh lại bảo cậu lên à? Ý mẹ anh là lộ châu khắp nơi hoa thơm cỏ lạ, toan ni diệp tử tiểu tống ai cũng tốt. Ha ha ha, còn em chỉ muốn uống với anh vài chén. Câu này rất hữu hiệu, Đơn Dũng cười gượng gạo, vẫy tay cho Tư Mộ Hiền vào, kéo cái bàn nhỏ, mở nút chai, đổ rượu ra uống ừng ực như chết khác, tay bốc thịt ném vào mồm nhai ngon lành. Chà xem ra anh nghĩ thông rồi, vậy em khỏi phải khuyên gì nữa, tư mộ hiền cười nói. Còn phải nghĩ sao, kỳ thực trước giờ luôn là thế, anh chẳng thể hiểu sư tỷ nghĩ gì, có điều lúc nhìn thấy lá thư anh hiểu rồi. Cô ấy thực ra giống anh thôi, đơn giản là cảm giác khi ở bên nhau. Nguyên nhân là ở anh, cảm giác hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên anh ra sức kiếm tiền, muốn kiếm một thân phận vị trí, làm người khác phải ngước nhìn. Đơn Dũng lại uống một ngụm rượu, nhưng Hy Dĩnh thì khác, Cô ấy không quan tâm cái đó, cô ấy chỉ muốn hai người bên nhau ngắm biển, thế thôi. Tư mộ hiền cười méo miệng, chuyện tình cảm mà không cởi bỏ được càng phiền, nhìn đơn dũng thế này hắn biết hỏng chuyện rồi, cẩn thận nói, lão đại, có câu này dù anh nghe không lọc tai thì em vẫn phải nói. Cậu định nói giống mấy năm trước, bọn anh không thể nào, đúng không? Đúng. Vậy anh cũng nói với cậu, kết quả vẫn thế, cậu không thuyết phục được anh đâu. Lão đại. Tình huống bây giờ khác rồi. Nếu chưa từng gặp sư tỷ, em không tin có người như thế tồn tại trên đời, cũng chỉ có gia đình ưu việt như Tả lão mới có thể nuôi dạy lên cô gái căn bản không hiểu thời cuộc như thế. Nhưng anh nghĩ đi, sư tỷ không biết tiền là gì, không hiểu chuyện nhà, không hiểu nhân tình thế thái đã đành, lại thêm chứng trầm cảm, tự phong bế, thiếu chút nữa thành người thực vật thôi. Đừng bảo em nói khó nghe, hiện thực là thế, nó sẽ đào thải toàn bộ những người không thích ứng với nó anh nhìn em đi, không phải em cũng trở nên hiện thực rồi sao? Đúng, đó là vì không ai cho cô ấy hoàn cảnh thích ứng, cũng không cho cô ấy cơ hội mà thôi. Đơn Dũng phản bác, cũng giống như anh tìm từ đoàn sâm vậy, cậu biết vì sao nó tuyệt tích không? Đó là vì nhân tính tham lam, hoàn cảnh tồi tệ nên không thể sinh tồn. Khi anh tìm thấy một ít ở chỗ thầy lang thôn đường Lê, anh liền biết nó chưa tuyệt tích, cuối cùng anh tìm thấy nó trên đỉnh núi cao 4.000 mét, nó vẫn ngoan cường sống ở đó nhưng sư tỷ không phải tử đoàn sâm anh đi đâu mà tìm tìm được thì làm sao dẫn chị ấy đi khắp nơi tìm thuốc chữa chị cược cả đời vào à tư mộ hiền đặt ra câu hỏi gây gắt đơn dũng tức thì im lặng trừng mắt lên nhìn tư mộ hiền tư mộ hiền thấy mình hơi quá lời định xin lỗi không ngờ đơn dũng hỏi lại mộ hiền thằng chó má đứng ngoài nói thì dễ lắm thúy vân gã cho người khác cậu thiếu chút nữa uống tới mất toi cái mạng nếu thúy vân thành ra như thế cậu sẽ làm sao vứt cô ấy sang bên cưới người khác hả tư mộ hiền không kiên kỵ gì nữa lão đại em thấy tình cảm giữa anh và sư tỷ làm gì tới mức đó có thể phanh xe được hơn nữa anh không thiếu hồng nhan tri kỷ còn em trừ thúy vân em không nghĩ tới ai khác thì anh cũng muốn thế nhưng anh không khống chế được bản thân đơn dũng ngửa đầu uống rượu vẻ mặt hòa hoãn hơn chúng ta thực ra giống nhau thôi đều duy trì tự tôn của mình một cách biến thái, hồi ở trường không phải là không muốn tán gái, mà căn bản không dám. Làm mệt phờ ra mới miễn cưỡng đủ chi tiêu, khi gặp phải sư tỷ anh kích động, bản thân không khống chế được, ngồi cùng cô ấy, xin số điện thoại của cô ấy. Khi ấy sư tỷ ghét anh, cho số điện thoại thiếu 4 số. Nói tới đó duỗi người dựa đầu vào giường hạnh phúc nhớ lại từng giây từng phút hai người ở bên nhau, đi xe đạp điện quanh thành phố, tới miếu thành hoàng ăn mì lòng làm sư tỷ suýt nôn, rồi cùng nhau tham gia nhảy múa đường phố, cậu không biết đâu, đó là buổi tối hạnh phúc nhất suốt 4 năm đại học của anh. So với bất kỳ lúc nào cũng hạnh phúc hơn. Nghe lão đại lại nhảy hồi lâu, tư mộ hiền không hiểu tình cảm trong đó sâu cỡ nào, hắn châm trước nhắc nhở, lão đại, em hiểu suy nghĩ của anh, cô gái như sư tỷ là mộng tưởng chung của toàn bộ nam nhân, nhưng đó là mộng tưởng thôi, con người phải sống trong thực tế, anh nhớ nhung chị nhưng chị ấy chắc gì nhất định muốn gả cho anh. Lần trước anh tới nhà cô ấy đã thấy bất thường rồi, cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện nhà, nhưng cái nhà như thế thì hoàn cảnh làm sao tốt được. Con gái vợ trước lại là bạn của vợ sau, vợ sau lại có con gái, thêm vào bác cả nhiều tài phú như vậy, không có vấn đề mới lạ. Cậu đoán xem, anh nghĩ gì, anh cho rằng cô ấy lãnh đạm với anh là vì anh có ý với gia thế của cô ấy, giờ anh mới biết cô ấy không muốn anh dính dáng vào chuyện rắc rối đó. Đơn Dũng thở dài ấy nấy. Giờ anh còn nghĩ chuyện đó làm gì? Tư mộ hiền rót rượu cho cả hai. Anh hối hận, lúc ở cổ lãng tử, anh nên nói với cô ấy, anh rất yêu cô ấy, anh không thèm di sản của cha vợ, anh lại sợ cô ấy sống sung sướng đã quen, theo anh chỉ sợ khổ. Lần thứ hai cô ấy tới, anh trong trại giam, cô ấy không tới gặp anh, anh nghĩ cô ấy dao động rồi anh ra trại đi thăm cô ấy cô ấy không gặp anh sao anh lại quay lưng bỏ đi chứ cô gái nào chẳng có chút hờn dỗi anh hạ mình nói vài câu dễ nghe không được à đơn dũng cầm cả chai rượu lên uống giáo sư tống bị bệnh cô ấy quay về anh lăn lên giường với nương tử dấm bao nhiêu cơ hội vãn hồi anh bỏ hết cô ấy kỳ thực chỉ đợi anh nói ra câu yêu cô ấy anh đã nói đâu con mẹ nó chứ cậu nói xem sao anh ngốc thế chuyện đơn giản lại làm thành phức tạp không được, anh phải đi tìm cô ấy, nếu không anh hối hận suốt đời. Nói xong ném chai rượu lão đảo đứng dậy, đầu óc tỉnh táo vô cùng, lẩm bẩm, đúng, anh phải đi tìm cô ấy, cô ấy có một mình chắc chắn không chịu nổi đâu, bác tả ở Bắc Kinh, cô ấy lẻ loi một mình. Hiền đệ, người khác không hiểu anh, cậu hiểu anh chứ. Hiền đệ, chẳng biết tư mộ hiền có hiểu đơn dũng không, nhưng mà lúc này y nghẹo đầu lên bàn, say ngoắt cần câu rồi. 4 giờ sáng, lôi đại bằng chạy tới sân bay vừa ngáp vừa đi vào đại sảnh vừa vào trong chạy tới tóm ngay lưu thúy vân làm ầm lên sao cô cũng tới đây lưu thúy vân giật nảy mình quay đầu thấy lôi đại bằng cũng hỏi câu tương tự vậy anh thì sao nói thừa tôi tới đón bí thư chỉ anh mới được đón à tôi không được đón sao chồng cô đâu ở cùng lão đại không tới đoán chừng uống say rồi vậy vậy cô về trong chồng đi tôi đón là được rồi lôi đại bằng xua tay đuổi chút tâm tư đó làm sao qua mắt lưu thúy vân được trêu đại bằng sắp kết hôn rồi mà vẫn nhung nhớ bí thư mãi à chuyện này khác vợ là người trên giường bí thư là người trong tim không liên quan tới nhau lôi đại bằng bao biện anh đi chết đi xem tôi có nói với trương vân không lưu thúy vân đe dọa cô thật vô lương tâm cô kết hôn tôi còn đi làm gian phu bị người ta đánh cho thương tích đầy mình cô mà dám nói tôi đoạn tuyệt với cô lôi đại bằng nghiến răng ken két hai người đang tranh cãi thì thấy thị trưởng vương tẩy nhiên một mình đi đón con thế là xong khỏi cãi nhau ai đón nữa họ không quen thị trưởng vương đành đứng từ xa lát sau vương hoa đình từ hành lang đi ra gọi cha rồi chạy tới ôm chầm lấy cha con nắm tay nói chuyện vương hoa đình nhìn quanh thấy lưu thúy vân và lôi đại bằng vẫy tay đi tới hai người kia vẫn đứng im cô biết ý bảo cha 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 về trước đi quan uy của cha lớn quá bạn con thiếu tự nhiên ha ha được vậy mấy đứa đi với nhau hành lý cha mang về về sớm đấy mẹ con mai về thăm con vương tẩy nhiên giao hành lý cho thư ý ông ta để ý rồi không thấy kẻ kia mới yên tâm lên xe ngay cả vương hoa đình cũng không nhận ra mục đích cha mình tới đón là đề phòng ai đó rời sân bay cô thấy vắng vẻ nhìn vương hoa đình cậu đã chuyển lời của tôi chưa thế tôi không nói với anh ấy có tôi đi đón bạn là đủ rồi ai ngờ thúy hoa cũng đi đón lôi đại bằng tự nói ra tâm tư của mình vương hao đình giảo môi thúy vân sao thế có người không muốn gặp tôi à anh ấy thất tình đang trầm cảm uống rượu với chồng thúy hoa lôi đại bằng nhanh mồm khai sạch bị lưu thúy vân đá một phát lưu thúy vân kéo tay vương hoa đình đi lên xe rồi nói này, này, ngồi xe tôi đi. Lôi đại bằng đuổi theo gọi, nhưng hai cô gái có chuyện muốn nói nên ngồi cùng xe với nhau, làm hắn phí công mượn xe đổng vĩ. Lái xe theo sau, xe đi không xa thì rẻ, không ngờ phương hướng là hưởng mã trại. Xe tới chân núi thì dừng lại, trong bóng tối có vài tiếng sụt xịt, từ sân bay tới đây, câu chuyện đã kể hết, một câu chuyện của mềm, anh chàng nhà nghèo tự ti và cô thiếu thư phú quý chung tình, vậy mà xảy ra ngay bên cạnh lưu thúy vân bật đèn xe thấy vẻ mặt phong trần đường xa của vương hoa đình từ vui mừng thành thất vọng bao hy vọng tan thành bong bóng ngay đêm đầu trở về cô thấy không đáng thay bí thư hoa đình đi hai năm rồi anh ấy thay đổi lớn lắm cô vẫn không quên à anh ấy cũng có quên tả hy dĩnh đâu kỳ thực chẳng thay đổi gì anh ấy vẫn cố chấp như vậy tôi đi nửa vòng trái đất vẫn là người ngoài cuộc vương hoa đình cười tự trào ảo mộng tan vỡ chỉ còn lại sự bình tĩnh hiện thực là thế không phải thứ ta muốn là sẽ có được dù là cô trong mắt mọi người đã là tiểu thư nhà quan quý con người anh ấy tệ lắm chẳng những dây dưa với sư tỷ còn có gì đó với tống tư oánh hôm nay tôi mới biết anh ấy giấu cực sâu lại còn cùng tổng giám đốc của nguyên nguyên qua lại tôi thấy cô vì anh ấy mà nhớ nhung là không đáng lưu thúy vân cực lực miêu tả đơn dũng thật tệ hại có điều cô vẫn không đành lòng lão đại làm nhiều chuyện tuy có khinh bỉ nhưng cũng cảm tạ rất sâu con người làm sao có thể dùng chữ xấu hoặc tốt để khái quát cho được vương hoa đình cười có vài việc không thể dùng đáng hay không để đong đếm tôi có bỏ ra gì đâu mà mong được báo đáp cô lo gì chứ vừa xuống máy bay đã nói cho tôi chuyện này tôi tôi lo gì lưu thúy vân xấu hổ không dám nhìn vương hoa đình tự hồ mình mới là người hẹp hòi hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa cộc cộc ồ quên mất một người rồi, lôi ca đã gõ cửa được một lúc. Vương Hoa Đình vừa hạ cửa sổ xuống, hắn đã nghe răng cười, sao thế hai cô gái, đang thương lượng đi an ủi đảng ca à. Thông minh. Vương Hoa Đình nói. Không cần an ủi đâu, thần kinh anh ấy tương đương với thép bách luyện, lại còn trát thêm lớp bê tông, cứng lắm. Lôi đại bằng biểu môi, đảng ca tung hoành bao năm rồi, nếu thực sự người phát phải lo hộ thì đã toi đời rồi, y làm bao chuyện xấu, lôi đại bằng rõ hơn ai hết vậy chúng ta không đi an ủi mà đi quan tâm thì sao đại bằng lòng dạ luôn rộng rãi hơn đơn dũng không thể nhìn anh ấy thương tâm chứ đương nhiên đừng thấy bây giờ anh ấy phát tài ngầu ra sao nhưng nói tới anh em chỉ có một mình tôi thôi người khác không tính dẫn đường lên xem sao đừng để anh ấy say quá vương hoa đình nói được lôi đại bằng được lệnh lật đật đi trước mở đường lưu thúy vân ngạc nhiên nhìn bí thư xem ra con người thay đổi thật lớn trước kia bí thư thấy lôi ngốc suy si dại vì mình mà buồn phiền giờ thản nhiên tiếp nhận cô nhận ra không phải lôi ngốc mà lòng dạ bí thư mới là rất rộng lớn hoa đình cô thay đổi rồi ít nhất đối xử với lôi đại bằng thay đổi rất nhiều cậu ấy thích ai là thích không xen lẫn bất kỳ cái gì tôi chỉ tiếp nhận tình cảm đơn thuần nhất đó vương hoa đình cười lưu thúy vân cũng cười theo cảm giác phương thức xử sự, sự của bí thư hơi giống lão đại hai xe đi thẳng lên hưởng mã trại khi gõ cửa không ngờ cửa chẳng đóng lầu gác còn sáng đèn lôi đại bằng gọi lớn đảng ca em tìm mỹ nữ tới cho anh không cho có ý nghĩ quá thân phận đâu đấy tèn tèn ten ai đây ai ngờ đơn dũng xuống thang nói thằng ngốc anh nhìn thấy trước rồi con người anh không có tình thú giả vả chưa thấy bất ngờ một chút không được à lôi đại bằng trách móc Lưu Thúy Vân lo cho chồng, chạy vội lên lầu, thấy chồng ngày khò khò thì bật cười, đi chuốt say người ta mà mình gục trước. Bên ngoài lôi đại bằng ngồi xuống ghế cùng đảng ca, phát hiện bí thư không có chỗ ngồi liền nhường chỗ, ngồi luôn xuống đất. Cứ nghĩ sẽ là một cuộc trùng phùng lúng túng, có điều vương hoa đình thoải mái ngồi xuống ghế, cảm ơn lôi đại bằng quay sang nhìn đơn dũng có phần say. Xin lỗi, chẳng để ý tới đón em. Đơn Dũng nhận lấy trách nhiệm. Vương Hoa Đình không để ý, Nói thẳng, nếu nói tới xin lỗi thì phải tính vài tháng trước, anh đổi số không nói cho em. Quên, xin lỗi. Đơn Dũng rót rượu đưa lôi Đại Bằng, lôi ngốc đang nhìn hoa khôi đảng tới chảy nước dãi, nào để ý tới, thế là y tự uống. Vương Hoa Đình cướp lấy cốc rượu, lấy luôn chai rượu, ném ra xa. Chỉ nghe choang một cái, lôi Đại Bằng ngoạc miệng cười, đúng, đúng, ném đi, tên ngốc này không tán được gái, chỉ biết làm phí rượu anh uống thì gái quay về với anh à đúng anh còn ngốc hơn đại bằng uống rồi người ta có về với anh không vương hoa đình mắng vậy em nói phải làm sao tìm về chứ sao than thở không phải phong cách của anh anh từng nói tới đế quốc ăn uống em thấy đó là trò cười nhưng giờ trò cười đã thành giai thoại ở lộ châu thứ hư vô mà anh còn nắm được chẳng lẽ không nắm được một cô gái đơn dũng nhìn thấy đôi mắt sáng đó có sự nhiệt tình có cổ vũ y chưa từng bao giờ ngờ được người cổ vũ mình lại là Vương Hoa Đình, lòng cảm động, cảm ơn em, anh rốt cuộc cũng tìm được người ủng hộ mình. Ê, ê ê, nghĩ kỹ rồi hẳn đi. Lôi đại bằng cuốn lên, sư tỷ bị bệnh trầm cảm tự phong bế, lại không biết bị lão tả giấu ở đâu, nắm cái gì mà nắm. Đưa về nói không chừng chẳng lo liệu được cho bản thân. Nói tới đó nghẹn lời vì xung quanh nhìn mình chầm chầm, bực mình lẩm bẩm, lãng phí lòng tốt vương hoa đình không để ý tới cái bóng đèn đó lờ đi là được anh định bao giờ đi trời sáng sẽ xuất phát đơn dũng đáp kỳ thực nếu không có tên béo siêu cấp đáng yêu kia ở đây di chuyển phần nào chú ý chỉ có hai người thôi sẽ rất xấu hổ em tiễn anh em vừa về mà không cần đâu anh định lặng lẽ đi không biết có tìm được không cũng không biết tìm được đã thành bộ dạng gì nhất định sẽ tìm được nếu cô ấy biết trong lòng anh có cô ấy nhất định sẽ ở đâu đó để chờ anh sư tỷ là cô gái cảm tính sẽ không dễ dàng thích ai nếu thích rồi sẽ không dễ thay đổi như ai đó đâu lưu thúy vân ở sau lưng phì cười không biết đơn dũng có xấu hổ không còn lôi đại bằng thò đầu vào hỏi anh định đi luôn à anh ấy đi tôi không đi vừa vặn cậu chơi với tôi mấy ngày nhé được không đại bằng vương hoa đình nói được thế thì đi thôi lôi đại bằng gật ngay tấp lự nào chỉ bí thư Tình cảm của Lôi Ca cũng không đổi. Đang nói chuyện thì Vương Tẩy nhiên gọi điện tới, Vương Hoa Đình nói đang ở cùng bạn học, khi cúp điện thoại, thấy Đơn Dũng nhìn mình rất lạ, cô giải thích, điện thoại của cha em, ông ấy có vẻ không thích em ở chỗ anh, anh và ông ấy. Em nên nghe cha em, ông ấy muốn tốt cho em. Đơn Dũng cắt lời. Chuyện này không cần anh dạy, hôm nay muộn rồi, em phải về đây, anh đi đường bảo trọng, có tin đừng quên nói với em cần giúp cũng đừng quên nói với em. Vương Hoa Đình thấy thần sắc đơn dũng mỏi mệt, lúc này an ủi gì cũng không có tác dụng. Đơn dũng tiễn khách xuống lầu, lôi ca hy hững chạy đi lái xe, Lưu Thúy Vân cũng bước nhanh, nhường không gian cho hai người. Vương Hoa Đình cố ý dừng lại đi sóng vai với đơn dũng, em nghe nói chuyện giáo sư tả rồi, chuyện đó e là chẳng ai giúp được. Chuyện tả hy dung và lương côn kiêu bột phát ra, liên lụy rất rộng, em nghĩ phải cả năm mới có kết quả, kết quả tốt nhất cũng ngồi tù vài năm giáo sư tả tuy là danh nhân nhưng là người ngoài cuộc chẳng làm được gì đâu anh chưa bao giờ quan tâm tới hai người đó họ tự làm tự chịu đơn dũng nói thế thì tốt anh đừng dính vào chuyện đó không tốt đâu còn nữa dù sao tả hy dung cũng là con gái giáo sư tả lại dính líu tới thu nhập phi pháp rất có khả năng liên lụy tới ông ấy nên họ biến mất em nghĩ là do chuyện này vương hoa đình khẽ nói Đơn Dũng hiểu ẩn ý trong đó, đó là gia đình mẫn cảm, chuyện mẫn cảm, phải chú ý, khẽ nói cảm ơn. Lôi đại bằng lái xe tới bên cạnh, Vương Hoa Đình đi lên, hắn đắc ý lái xe đi mất, để lại Đơn Dũng đứng nhìn theo tới tận khi xe biến mất ở lối rẽ. Y đứng rất lâu cũng nghĩ rất nhiều, cô bí thư kiêu kỳ động đảnh chẳng biết từ khi nào đã trưởng thành rồi, mùi vị chính trị trên người còn đậm hơn cha cô. Rất lý trí, rất tự chủ, có lẽ thêm vài năm nữa, sẽ xuất hiện một nữ lãnh đạo rồi một mình quay về gác nhỏ của mình nằm cạnh hiền đệ mỗi người có cuộc sống riêng mỗi người bên cạnh y đang dần có vòng tròn nhỏ cố định có theo đuổi của mình còn y thì ngày càng mù mịt nhưng lá thư kia đã cho y thấy mục tiêu để y biết rốt cuộc mình muốn gì khi trời tờ mờ sáng đơn dũng đã thu dọn xong hành trang hiền đệ vẫn ngủ say y đeo ba lô chỉ có vài bộ quần áo để thay nhẹ nhàng xuống lầu vậy mà vừa ra cửa đã có người gọi dũng mẹ sao mẹ đã dậy rồi đơn dũng quay đầu không ngờ thấy cả cha mẹ cha thở dài mẹ thì có một vạn tám nghìn cái không muốn đi lên chỉnh cổ áo cho con trai trách cứ đi thế à không nói với cha mẹ một tiếng mẹ con chỉ đi xem sao bác tả giúp con không ít đơn dũng kiếm lý do kiên cưỡng mẹ khinh bỉ ừ còn có cả tả hy dĩnh nữa tới có một lần bắt luôn hồn con rồi. Mẹ định can thiệp sao? Mẹ can thiệp được à, giờ mẹ có nói rách miệng thì con cũng không nghe vào tai. Đằng Hồng Ngọc thở dài, từ lúc đứa con này xin thôi học, bao năm qua nó làm gì là tự nó quyết, lần này cũng thế, ngăn không nổi. Mà bà cũng chẳng định ngăn, nói một câu nước mắt đã chảy ra rồi. Đơn Dũng vội lau nước mắt an ủi mẹ, mẹ, mẹ nhìn mẹ kìa, con chỉ đi xem sao, hỏi thăm một chút, có phải là vào tù không gặp được cha mẹ nữa đâu. Cái mồm quạ nói gì thế? Đằng Hồng Ngọc đánh con. Đơn Trường Khánh đi tới vỗ vai con trai, làm người khóc quên gốc là chuyện tốt, song có vài chuyện phải học cách chấp nhận. Đi đi, không đi thì cả đời con e là không nuôi được, trong nhà không phải lo, đi sớm về sớm. Nếu cô nương người ta nhìn trúng con, cha mẹ cũng không chê, nếu không con ngoan ngoãn về nhà cho cha. Vâng, con biết rồi đơn dũng gật đầu xem ra cha mẹ cũng cân nhắc các loại khả năng rồi mới nới lỏng chính sách hai vợ chồng tiễn con trai đi xe chở hàng xuống núi mỗi lần rời nhà đơn dũng lại thêm một phần cảm khái lần này càng nhiều cha mẹ già dần y nghĩ thực ra cha mẹ hạnh phúc nhất không phải là trước kia mà là sau khi chuyển tới hưởng mã trại quãng thời gian nương tựa vào nhau đó là sự đặc sắc cả đời nghiền ngẫm một ngày mình cũng già như cha mẹ cũng đứng ở cửa tiễn chân con cái không biết là ai đứng bên cạnh mình tới sân bay chỉ mất một tiếng không phải mùa đông khách vừa vặn kịp chuyến bay buổi sáng đợi trịnh cẩm thiền say rượu về hưởng mã trại đón cha thì cô tính đơn dũng đã tới hạ môn lão trịnh không hiểu thái độ của con gái khi tới thôn đường lê thăm đường sinh thái ông hỏi rốt cuộc tối hôm trước khuyên nhủ đơn dũng ra sao mà người ta đi mất trịnh cẩm thiền miệng đầy hơi rượu tức giận nói khuyên gì mà khuyên con chửi vài câu cho một cái tác xem ra cơn giận chưa nguôi lão trịnh tròn mắt Lúc này mới xác định, con gái không phải có tình cảm đặc biệt với lộ châu nên thường xuyên tới, mà có tình cảm với người đặc biệt ở lộ châu. Không may là người kia chí không ở chuyện làm ăn, vứt cả công việc đó, cứ thế mà đi. Mùa hoa phượng hoàng đẹp nhất đã qua, Đơn Dũng còn nhớ lần trước tới hoa phượng hoàng đỏ rực tựa lông vũ phượng hoàng. Cánh hoa vừa đỏ vừa lớn nhìn xa xa tựa đóng lửa, cho dù hoa rụng cũng không phai sắc, để lại trên mặt đất một sắc đỏ buồn thảm trong sân nhà tả Nam Hạ có một cây, do thiếu chăm sóc mà cánh hoa rụng khắp nơi, khóa đã có một lớp bụi mỏng, rất lâu rồi không có ai tới. Đơn Dũng nhìn đóa hoa phượng hoàng nở lại, màu đã ảm đạm đi rất nhiều, từng nghe lão tả nói, hoa này ngụ ý cho nỗi nhớ và biệt ly. Hiện giờ y đã hiểu rồi, màu đỏ của nó làm người ta hoài niệm lúc nó đỏ rực rỡ. Đi hai tháng rồi, hỏi hàng xóm có được đáp án này, còn có thu hoạch bất ngờ, đồ đạc chuyển đi không ít, cũng không biết là ai chuyển. Về phần cô con gái học đại học, vì có bệnh, đi còn sớm hơn tả nam hạ. Lang thang vô mục đích ở thành phố xa lạ suốt một ngày, buổi tối liên hệ với mấy tòa báo, gửi đi thông báo tìm người, trọng điểm ở câu ai biết tung tích ở đâu, ắt có hậu tạ. Ngày hôm sau đơn Dũng thuê một cái xe đi tới từng bệnh viện một tìm kiếm, đưa ảnh sư tỷ cho người ta xem, đi tới đâu cũng chỉ có được cái lắc đầu. Báo đã đưa tin tìm người song chẳng nhận được cuộc điện thoại nào ngày thứ ba nhận được ba cuộc điện thoại khi y hưng phấn tới nơi phát hiện đều không phải một trong số đó dẫn y tới bệnh viện tâm thần tuy nữ nhân đầu tóc rối bù kia không phải sư tỷ nhưng gieo xuống một bóng ma trong lòng y làm nửa đêm y hết lớn thức dậy toàn thân đầy mồ hôi năm ngày trôi qua lại nhận được điện thoại toàn bộ đều không phải hiệu quả bài bào dần biến mất không có điện thoại gọi tới nữa đã qua một tuần Đơn Dũng chưa cam tâm đi vào một công ty thám tử tư, nơi chuyên điều tra chồng ngoại tình, vợ ăn vụng. Bọn họ nhận tiền nhiệt tình tiếp đãi y, chỉ có điều lúc này Đơn Dũng mới nhận ra, từ hai cái tên tả Nam Hạ và tả Hy Dĩnh, y gần như không biết gì cả. May lão tả là danh nhân, đám thám tử đó trải ra, hôm sau kiếm về cho y một đống tư liệu, chỉ có điều nhầm lẫn tả Hy Dĩnh với tả Hy Dung, bọn họ nghĩ Đơn Dũng muốn tìm tả Hy Dung. Đám này xem ra có vẻ nghiệp dư, tin tức không có giá trị gì cả. 10 ngày, Đơn Dũng lại lần nữa tới bệnh viện Giải phóng quân 174, nơi này có chuyên khoa về trầm cảm, do nhận phong bì của y nên dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn nói. Nếu là người bị trầm cảm nặng, thường đều là ở chỗ chúng tôi, có điều anh chỉ biết mỗi tên, không cách nào tra được. Chỗ chúng tôi mỗi ngày có người tới thường trú, tới quan sát lâm sàng, chuyển viện, đông lắm. Anh chỉ cung cấp mỗi cái tên sao tìm được? nhiều nhà không muốn lộ tên bệnh nhân bác sĩ tôi chỉ cần vào phòng bệnh nhìn một cái nhìn rồi đi ngay đơn dũng mất nửa ngày cầu khẩn bác sĩ bị sự cố chấp của y làm cảm động đưa y vào khoa trầm cảm quản lý rất nghiêm vì thế đơn dũng như người bệnh đi qua đi lại tìm kiếm ở khu phòng bệnh bốn phía tường bao cao bằng hai người không nhìn không biết biết rồi lại sợ những bệnh nhân trầm cảm môn hình vạn trạng vượt xa ngoài nhận thức của đơn dũng có người bất động như tượng có người lẩm nhẩm luôn mồm có người qua lại tìm kiếm trong hành lang càng nhiều hơn ánh mắt họ đầy thù địch và cảnh giác nơi này trừ bước chân ra thì gần như là thế giới không tiếng động thi thoảng không biết ai phát ra tiếng gào khóc ghê người làm tim y đập mạnh đơn dũng từ mới đầu sợ hãi dần biến thành thương xót sinh mình một khi rơi vào cảnh mất đi ý thức tự chủ y cũng không biết hình dung ra sao phải chăng như vậy cũng là mất đi ý nghĩa tồn tại ban đầu không thấy tả hy dĩnh có điều nghĩ tới sư tỷ từng cô độc ở đây, sống mũi y cay cay. Lén lao đi nước mắt, đơn dũng đi nhanh xuống lầu, ở cửa hành lang, y đột nhiên dừng bước, y thấy một cô bé rất nhỏ đang nhìn những cánh hoa phượng hoàng rụng. Y ngồi xuống, nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô bé, hỏi, em nhìn gì thế? Hồi lâu không có câu trả lời, đơn dũng lại hỏi, em tên là gì? Cô bé quay đầu đi, khi đơn dũng hỏi tiếp thì cô bé đứng dậy đi mất làm tim y như bị chích một cái. Không tìm thấy, rốt cuộc đã hết hy vọng, đơn dũng như người mất hồn ra khỏi bệnh viện, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe mới nhận ra mình hồ đồ đi tới giữa đường. Chàng trai lái xe gỡ kính trăm chửi y, tiếng khách gia, chẳng hiểu, có điều nhìn hắn mặt sơ mi hoa hoét, ông gái lái xe đắt tiền, y nhớ ngay tới một người. Lương Ngọc Châu, người khác không tìm thấy, thằng này chắc biết gì đó. Tinh thần quay lại đơn dũng đứng bên đường vẫy taxi, đột nhiên nhớ ra mình thuê xe, vội chạy về bãi đổ tìm người này không khó, hôm sau là biết tin. Đại học Hạ Môn có hồ sơ, trong hồ sơ có địa chỉ, đơn dũng bằng vào ký ức tìm tới khu biệt thư mà Lương Ngọc Châu từng chỉ cho y, đơn dũng tới nơi thì thầm vào tai bảo an vài câu, đút vài tờ tiền, bảo an liền coi như y không tồn tại, để mặc y vào. Canh suốt một ngày một đêm tới hôm sau mới thấy cái xe kia, đơn dũng từ sau chỗ khuất thình lình xông ra chặn xe, Lương Ngọc Châu lẩm bẩm gì đó, đến khi nhận ra là đơn dũng, mắt muốn lời ra đơn dũng hỏi ngọc châu không nhận ra tôi à nhận ra sao anh tới đây lương ngọc châu bất ngờ tìm gì cậu biết cô ấy ở đâu không việc gì tôi phải nói với anh lương ngọc châu thái bộ không hữu hào thấy đơn dũng trợn mắt thì đe dọa biết đây là đâu không đương nhiên là tôi biết đơn dũng lấy ra một thứ một chuỗi vòng sau đó thu lại ngay nhận ra không nhận ra lương ngọc châu đáp vội hắn biết đó là vòng của dì út giá trị cực lớn tôi biết cậu xảy ra chút chuyện trong túi hơi bị eo hẹp đúng không nói cho tôi biết gì cậu ở đâu thì cái này cho cậu đơn dũng dụ vẻ thèm khát trên mặt lương ngọc châu giảm xuống thấy rõ cái này tôi không biết nếu anh muốn hỏi cái khác thì tôi nói cho anh ông ngoại tôi tuy chưa lập di chúc nhưng đã đem đại bộ phận tài sản cho tôi khỏi nghĩ tới cưới gì tôi nữa tôi mà cưới được gì cậu số tài sản còn lại cũng thuộc về cậu đơn dũng tuyến bố thẳng thừng lương ngọc châu đổi thái độ ngay nhảy xuống xe thân thiết kéo tay đơn dũng vào biệt thự đơn đại hiệp đừng để bà ngoại em nhìn thấy bà ấy quản chặt lắm không cho em qua lại với người lạ này vừa rồi anh nói thật chứ thật chẳng qua là chút tài sản thôi cho cậu hết cậu là cháu ngoại bác tả mà của cậu là đúng con gái gã đi cũng như bác nước hất đi thôi liên quan gì nữa đúng không đơn dũng chọn lời hắn muốn nghe để nói đúng đúng lương ngọc châu cao hứng lắm chỉ chuỗi vòng vậy cái đó càng đơn giản cậu cho tôi biết cô ấy ở đâu tôi đưa ngay đơn dũng không dám đưa ngay vì đây là thứ hàng giả mua ngoài đường nên y nắm rất chặt có điều càng thế càng làm thằng cháu không nghi ngờ em thực sự không biết gì út bị ông ngoại giấu đi đâu anh hỏi các khác đi vậy ông ngoại cậu đâu liên lạc được không ở thủ đô tìm quan hệ cứu cha mẹ em dù sao cũng là con ruột của ông mà có điều ông rất hận bà ngoại em cũng không muốn gặp em thay số di động rồi không liên lạc được xem ra thằng này không biết gì thật đơn dũng hỏi chuyện khác thế cô giúp việc nhà ông ngoại cậu tên là gì chị ngọc tên đầy đủ làm sao em biết giúp việc nhà ông ngoại mà không biết tên à chỉ là người làm thôi biết làm gì Đơn Dũng bực mình, xoay người muốn đi, Lương Ngọc Châu vội kéo lại, khoan, khoan, để em nghĩ, hình như em biết nguyên quán của cô ta. Xã Phủ Điền tới, khi ông ngoại em xuống quê quen nhà họ. Cụ thể, Đơn Dũng nhen lên chút hy vọng. Cái đó em không biết, có điều anh đi cũng vô ích, bảo thổi bay nhà cô ta rồi, cô ta mới chạy tới nương nhờ ông ngoại em, đã 10 năm rồi. Lương Ngọc Châu tiết lộ. Mẹ nó, cậu làm việc tuyệt tình thật, không cho tôi chút manh mối nào, tôi đi đâu tìm cô ấy đây? Chật, bệnh viện chứ sao, chắc chắn là bệnh viện nào đó rồi. Nói thừa, tôi chẳng biết ở bệnh viện hay sao, vấn đề là cái nào, toàn thành phố có hơn 70 cái, vậy cả tỉnh có bao nhiêu, toàn quốc có bao nhiêu? Bệnh viện nào mà không chật kín người, tôi đi đâu mà tìm? Đơn Dũng nổi nóng. Chuyên khoa trầm cảm không có mấy đâu, mấy năm trước ông ngoại em tới Tam Minh, nói không chừng là ở đó xem ra cái thằng chỉ biết tới tiền, chẳng biết tới thân thích này chẳng biết gì mấy, đơn dũng chán chẳng muốn nói nữa. Lương Ngọc Châu chặn đường đưa tay ra. Cho cậu, bằng vào ai quy nát này mà còn đi đánh bạc, bảo sao thua tới cái quần cũng chẳng còn. Đơn dũng ném cái vòng đi luôn. Lương Ngọc Châu tuy tức giận, nhưng có thứ đắt tiền này chẳng so đo nữa, nhưng hàng vừa vào tay thấy nhẹ bẩn, hắn tức tới biến dạng, đây là đồ nhựa, đuổi theo quát, kê, đây là đồ giả. Thằng ngốc, có ai nói là đồ thật đâu. Đơn Dũng nói xong chuồn đi như một làn khói. Lại thêm vài ngày nữa, Đơn Dũng ở Phúc Châu, Tam Minh quay lại thì đã là chập tôi, đi mấy nghìn km, chẳng có thu hoạch gì, cả lòng tin lẫn sự kiên nhẫn của y đang bị con đường mù mờ phía trước tiêu hao hết. Quay về Hạ Môn, tới nhà hàng, gọi phòng bao vừa ăn vừa nghỉ, giờ y tin lời bác sĩ kia nói rồi, nếu người nhà cố ý che giấu danh tính thì y không khác gì người mù tìm đường. Tả Nam Hạ đã cố ý tìm nơi bố trí con gái thì không dễ tìm ra, ít nhất ông ta sẽ không để lương gia tìm ra. Chướng ngại đó giờ thành thứ chặn đường y. Không được rồi, không thể tìm như rồi không đầu thế này được, phải là nơi mà chỉ lão tả mới biết, phải tìm từ quỷ tích cuộc đời ông ta. Đơn Dũng nghĩ tới đó đặt đổ xuống, chán nản, vì lão tả gần như đi khắp thần châu, hơn nữa ông già đó bạn bè khắp thiên hạ, hay là gửi gắm cho người khác. Không đâu, Chuyện xấu trong nhà ông ta chắc không muốn người ngoài biết. Với lại sư tỷ không hiểu thời cuộc e là khó sống với người bình thường, huống hồ lúc này đây còn mang bệnh. Chị ấy có thể ở đâu? Đơn Dũng nghĩ, hẳn không thể đưa đi quá xa, nhưng không thể gần, ít nhất ngoài tầm mắt đám người thân. Đúng rồi, có một nơi để tìm, Đơn Dũng nghĩ tới đó vội rời nhà hàng, vừa tới trước xe đi thuê thì phục vụ viên la hét đuổi theo. Ái già, Đơn Dũng sực tỉnh chưa trả tiền vội vàng móc ví trả tiền xin lỗi y cũng ngày càng thần kinh bất thường rồi mục tiêu mới về nguyên chỗ cũ xe đổ cách nhà cũ của lão tả không xa đơn dũng như ăn trộm nhân tích tắc không có người leo tường nhảy vào sân lúc này y bất chấp rồi có điều trình độ nghiệp dư làm trộm vẫn quá kém y tốn bao công sức mới keo lên được ban công khóa ở đó rất nhỏ dễ mở bẻ một cái là ra trong nhà tối om không thấy gì đơn dũng không dám bật đèn dùng đèn pin yếu ớt soi xung quanh, nơi quen thuộc im phăng phát làm trái tim giá lạnh. Nhà xây lên thì lâu, lụi tàn thì nhanh, đồ trong nhà thiếu không ít, như cái bàn trà giá trị không nhỏ ở ban công không còn nữa. Phòng lão tả để mở, chỉ còn bốn vách tường, nơi này vốn treo nhiều tranh chữ, là thứ ông ta lấy ra khoe khoang và bốc phét. Cả giá sách toàn đồ sưu tầm cũng trống không rồi, những con dấu khắc đá ông già rất đắc ý không biết cất đi hay bị thằng cháu ngoại lấy mất từ phòng hoa tới sa súc chỉ trong chớp mắt thôi đơn dũng không biết ông già thoáng đạt đó có còn cảm khái cuộc đời như mộng không y khẽ mở cửa tủ đầy bụi tìm kiếm rất lâu chỉ lấy đi cuốn sách không đáng chú ý trong đó có ghi chép và bức ảnh những nơi lão tả đi qua có lẽ sẽ chỉ đường được cho y khẽ khàng khép cửa lại đơn dũng rời khỏi căn phòng không còn hơi người khi ra ngoài y nhìn thấy phòng tả hy dĩnh nhớ ra tới nhà sư tỷ lại chưa từng vào phòng sư tỷ Thế là lúc này một sự tò mò thôi thúc y đẩy cửa bước vào. Mở một cái là ra, đoán chừng trong phòng không có thứ gì đáng tiền nên không cần đề phòng. Ở đây đơn dũng kéo đèn bàn kiểu cũ, phát ra ánh sáng nhu hòa, biến cả không gian trở nên ấm áp. Căn phòng trống không trừ giá sách và giường thì không còn thứ gì đáng tiền nữa. Thậm chí còn chẳng giống nơi ở hiện đại, tới đồ điện cũng không có. Cô có, bức tường trên bàn treo một túi sách nữ màu vàng nụ cười tức thì nở tràn trên mặt đơn dũng, đi vương tay nhấc lên. Y đã mất cả một đêm bệnh thứ này tặng sư tỷ, vẻn vẹn là đồ trang sức thôi, không có giá trị thực tế, giữ gìn tốt thế này, chắc là không hề dùng tới. Y lại tìm kiếm, thấy ở trên gối đặt một cái mũ rơm phủ bụi như chưa phai màu, cũng là màu vàng. Lòng dân lên sự cảm động, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, lặng lẽ ngồi ở chỗ của sư tỷ, trong không gian quạng cu ẻ, tránh xa huyên náo này, y cảm thụ được sự cô độc giống bản thân khi ở căn gác xếp tại hưởng mã trại. Có phải trong những đêm mất ngủ, dưới cùng một bầu trời, chị đấy đưa tay ra có thể chạm vào túi rơm treo trên tường. Đơn Dũng khẽ lau khóe mắt, chẳng biết từ khi nào đã rỉ ra giọt nước lành lạnh, y không nhớ bao lâu rồi nước mắt mình không ướt nữa. Nhớ tới giây phút tìm được tử đoàn sâm đã tuyệt tích từ lâu, tích tắc quay lại lưu nhục hương, đó là cảm giác y tìm kiếm đã lâu, nhưng đã đánh mất. Y đi rồi, không còn lo sư tỷ sẽ thành thế nào nữa, hai trái tim tương thông, dù nắm tay một ngày cũng là hạnh phúc. Cứ theo an ảnh của lão tử tìm kiếm mấy thành phố, sau đó về hạ môn. Đơn dũng dứt khoát thuê một gian phòng, tính kế lâu dài. Vì thế đại học hạ môn có thêm một quái nhân cầm một cuốn an tự xưng là học sinh của lão tả, chuyên môn bắt chuyện ông bà già nhàn rỗi. Hỏi lão tử trước kia xuống quê ở đâu, nhốt trong chuồng trâu nào, lao động ở chỗ nào, thích nhất đi đâu mấy ông bà già thiếu năng nói ra những câu chuyện cũ không đáng tiền nói nhiều lắm những nơi mà đơn dũng còn chưa từng nghe thấy cuốn an bung liền trở nên hữu dụng mấy ông bà già nhận ra những nơi đó kể chuyện say sưa có điều miệng đơn dũng chỉ còn lại vị đắng mỗi lần cho rằng có thu hoạch liền lái xe đi rồi lại ủ rủ quay về tấm bản đồ nhìn bé như lòng bàn tay nhưng tìm kiếm đó là mấy trăm km vuông biển người mênh mông muốn tìm ra một người quá khó 21 ngày rồi, tiền mang theo tiêu mất bao nhiêu y cũng chẳng biết, chiều ngày hôm đó lại hỏi chuyện mấy ông già, tiếp tục tìm kiếm manh mối bỏ sót. Thành người quen rồi, mấy ông già biết ít nhiều ẩn tình, khuyên nhũ Đơn Dũng nghĩ thoáng một chút, mấy năm qua riêng nữ sinh nhảy lầu không biết bao nhiêu, có bệnh như con gái lão tử không hiếm. Đơn Dũng đang nghe chuyện trên TV audio CV chẳng lòng dạ nào để nghe, cô độc ủ rũ đi trong khuôn viên trường rộng lớn. Mỗi khi có điện thoại, không phải đám anh em ở lộ châu thì cũng là trong nhà hỏi tình hình y đành phải cố gượng làm bộ vui vẻ nói vài câu bảo là không tìm được đi giải khoay một thời gian nữa sẽ về tống phổ khuyên đơn dũng về lộ châu trước đợi tả nam hạ về hạ môn rồi tính nhưng có cảm giác không chấp nhận tràn ngập lòng y y chưa từ bỏ dù con đường phía trước tối đen ngồi xuống chiếc ghế dài dưới hàng cây điện thoại lần này do mẹ gọi tới hỏi tình hình rồi thúc giục y trở về Đơn Dũng vân dạ đối phó, trước mắt là hình ảnh ở bệnh viện, khoa trầm cảm đó với người bình thường là chỗ đứng sợ. Y nghĩ, cô gái từng làm y rung động có lẽ đang tựa như cái xác mất đi linh hồn lang thang trong thế giới không tiếng động nào đó, mặt ánh sáng sinh mệnh đang trôi đi từng chút một. Y không chấp nhận như thế. Sư tỷ, chị ở đâu? Chẳng lẽ chị thực sự không muốn em tìm ra chị nên trốn thật xa rồi? Đơn Dũng bất lực và hối hận, hai tay ra sức vò đầu thời gian là thứ mài mòn ý chí nhất, đơn dũng lúc này sắp bất lực tới muốn khóc rồi. Nhiều ngày trôi qua, tóc dài ra, râu cũng dài ra, mặt càng tiều tụy, y chỉ còn lại chút ít tinh lực duy trì. Lại một ngày nữa tìm kiếm không có kết quả. Tịch dương ngã về phía tây, chiếu ánh nắng sót lại tàn úa lên khu nhà Đại học Nam Hạ, đám sinh viên từ trong từng khu nhà nói cười đi qua, chẳng ai chú ý tới vị khách ngồi trên ghế dài, dù thi thoảng có cũng chỉ là ánh mắt thoáng qua loa trường phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền khắp khung cảnh yên bình mà náo nhiệt đột nhiên có một loại âm thanh thu hút sợ chú ý của đơn dũng y đứng bật dày hốt hoảng tự nắm bắt được gì đó là âm nhạc y đứng đó lắng nghe tiếng nhạc truyền khắp ngóc ngách ngôi trường sợ mất đi linh cảm trong tích tắc đó đơn dũng như nổi điên chạy ra ngoài trường đúng rồi cho dù đứng ở cổng trường cũng có thể nghe thấy tiếng violon réo rắc đơn dũng nắm được cọng cỏ cứu mạng rồi y chạy tới xe đi thuê phóng như bay vào thành phố. Y biết tìm sư tỷ thế nào rồi. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, dừng bệnh số 15, kỹ thuật sinh vật FIG có hiệu quả rõ ràng, người bệnh có ý thức xem báo, hỏi bệnh tình, có thể biểu đạt rõ ràng. Bác sĩ chủ trì Vương Hậu Ân là phụ nữ ngoài 50, bà ghi chép xong ký tên, theo sau có hai bác sĩ thực tập mặc áo trắng, một nam một nữ. Quan sát lâm sáng là bước đầu tiên đi về hướng chữa bệnh, đặc biệt là chữa trị loại bệnh tinh thần này. Dường bệnh số 15 là một học sinh cao trung bị trầm cảm nhiều lần tự sát, cô bác sĩ thực tập thương lại nhìn thêm một cái rồi đóng cửa lại. Đứa bé này có khuynh hướng tự sát bắt nguồn từ gia đình bất hạnh, cha mẹ ly dị, cậu ta sống cùng bà nội, trong tiềm thức cho rằng mình là thứ phế vật bị vứt bỏ. Lâu dần quá độ lo âu biến thành trầm cảm, trầm cảm nặng dẫn tới tự sát. Đây là lần thứ ba tái phát vào viện rồi. Bác sĩ Vương nói với giọng đáng tiếc, vốn không phải phê nhân, giờ thành phế nhân thật rồi. Chủ nhiệm vương, liệu pháp kích hoạt tế bào não FIG rất hiệu quả mà. Nữ thực tập sinh nói. Tâm bệnh khó chữa, tinh thần là thế giới phức tạp hơn thân thể gấp bội, chẳng thể nói trước được, bác sĩ đôi khi cũng chịu thôi. Bác sĩ vương nói với giọng lãnh đạm quen thuộc của bác sĩ, đôi khi gần như vô cảm. Chủ nhiệm vương, mỗi năm chúng ta chữa trị thành công hơn 400 trường hợp. Tôi chính vì thế mà tới đây thực tập, sao chủ nhiệm lúc nào cũng có thái độ thiếu lạc quan như thế?" Nam thực tập sinh hỏi. Bác sĩ Vương mỉm cười hỏi lại, "Chàng trai, cậu có tin vào kỳ tích không?" "Không tin, tôi chỉ tin vào khoa học." Nam thực tập sinh nói chắc nịch. "Vậy khoa học có thể chữa trị thành công với tỷ lệ 1 phần 10, mà chữa lành không tái phát chưa tới 1%, cậu thấy con số này có lạc quan không?" y học dù có tiến bộ thêm trăm năm nữa cũng chưa chắc thăm dò hết sự bí ảo trong thân thể con người mà tôi sắp nghỉ hưu rồi tôi làm sao lạc quan được thái độ của bác sĩ vương hiển nhiên rất lý trí rất khoa học cho dù mỗi ngày đều an ủi người nhà và người bệnh có điều bản thân thì dù muốn lạc quan cũng chẳng được mỗi ngày theo thông lệ đi quan sát một vòng thôi sẽ phát hết tâm tình tốt đẹp của con người thuốc chữa bệnh tinh thần ít nhiều có tính lệ thuộc không thể dùng nhiều mà có bệnh nhân không có thuốc là chẳng thể khống chế. Bởi vậy điểm cân bằng rất khó nắm mắt. Bệnh tình cơ bản được khống chế, bệnh tái phát dẫn tới chứng bệnh khác, đi qua lần lượt từng gian phòng, ghi chép khác nhau. Đến giường bệnh số 38, đây là một gian phòng độc lập, có người nhà ở cùng, có được ưu đãi này phải là người giàu có. Mỗi ngày chưa tính tiền chữa trị, riêng tiền nằm viện cùng chi tiêu thôi đã là gánh nặng lớn. Khi vào cửa thì người chăm sóc đang kéo rèm cửa, bày mấy bồn hoa phượng hoàng đã tàn buồn bã nhìn bác sĩ trên giường bệnh là một cô gái xinh đẹp hơi gầy gò vào đây ba tháng nhưng chưa nói một câu thi thoảng được dìu ra ngoài sân đi dạo tắm nắng thôi hai thực tập sinh thấy cô nhiều lần rồi một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn là thạc sĩ đại học hạ môn không biết gặp phải chuyện gì mà biến thành thế này khiến người ta sinh muôn vàng suy tưởng mạch bình thường huyết áp bình thường dinh dưỡng kém chứng trầm cảm gây ra thiếu máu nhẹ tự phong bế. Bác sĩ Vương kiểm tra tình trạng bệnh nhân, máy móc nói vài câu ghi chép lâm sàng, thực tập sinh ghi lại. Nam thực tập sinh nhìn cô gái xinh đẹp nằm đó không có bất kỳ phản ứng gì với xung quanh thương hại, chủ nhiệm Vương, vì sao bệnh nhân này dùng liệu pháp sinh vật IFG lại không có hiệu quả. Phản ứng mang tính trầm cảm đa phần là bệnh tật thân thể gây ra cảm giác bất lực, thậm chí tuyệt vọng dẫn tới triệu chứng khác. Cô gái này có tiền sử trầm cảm, nguyên nhân tái phát không rõ, khả năng tới từ thân thể, khả năng do tinh thần. Bác sĩ Vương không nói tiếp, đây là bệnh nhân mà viện trưởng căn dặn trong coi đặc biệt, cả tên cũng không có, chắc chắn là nhân vật quan trọng, nên không muốn tiết lộ ra ngoài. Tình hình thế nào thì bà không quan tâm, trong mắt bác sĩ chỉ có người bệnh, đơn thuần từ trầm cảm dẫn tới tự phong bế không nhiều, hai em có thể nghiên cứu báo cáo hóa nghiệm của cô ấy, cô ấy chữa lành 3 năm mới tái phát. Kiểm tra theo thông lệ, còn cố ý nói chuyện với bệnh nhân vài câu, có điều hai mắt bệnh nhân đờ đẫn căn bản không nhìn bà, như bên cạnh không ai tồn tại. Bác sĩ thở dài hỏi người chăm sóc khi nào người thân bệnh nhân tới. Người chăm sóc lắc đầu nói không biết, nam thực tập sinh hỏi cô ấy là ai, sao người nhà lại bỏ mặt. Không ngờ câu này làm người chăm sóc ôm mặt khóc, có lẽ nội tình rất lớn, thực tập sinh không hỏi nữa, bác sĩ vỗ vai an ủi. Nữ thực tập sinh cảm thán cô ấy thật xinh đẹp, sao lại mắc phải bệnh này chứ bác sĩ vương cười buồn đẹp và bệnh không có quan hệ nhân quả tinh thần là một thế giới kỳ diệu nếu tuyệt vọng chiếm cứ chủ động vậy thì thuốc gì cũng không cứu được vậy tình huống của cô ấy còn có thể chữa được không nam thực tập sinh thương hại hỏi có bác sĩ vương đưa ra một đáp án phấn chấn nhưng đó lại là chính là kỳ tích mà hai đứa không tin đấy vừa dứt lời thì kỳ tích xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào bệnh nhân ngồi dậy làm hai thực tập sinh giật mình lùi lại đôi mắt đờ đẫn kia như uống thuốc kích thích cường độ cao trở nên linh động nhưng hướng cô nhìn chỉ có bức tường trắng biến cô bất ngờ làm bác sĩ vương kinh hải hỏi người chăm sóc người chăm sóc lau nước mắt ghé tai người bệnh hỏi hi dĩnh em muốn đi bộ à không trả lời cô gái cứ ngồi đó đôi mắt chuyển động nữ thực tập sinh mẫn cảm lắng tai nghe chật hô lên mọi người nghe xem âm thanh ở đâu ra âm thanh đúng rất nhỏ, bác sĩ Vương cũng nghe thấy, bệnh viện không thể có âm thanh này. Người chăm sóc mở toan cửa sổ ra, tức thì âm thanh đó như tràn vào phòng, đôi mắt bệnh nhân chớp chớp, nước mắt trào ra. Thực tập sinh hoảng hốt không biết có chuyện gì, bác sĩ Vương ngăn hai người, cảnh cáo, không được nhúc nhích, xem cô ấy làm gì, khóc được nói được là bệnh khỏi một nửa. Bệnh nhân dưới giường, đi chân đất, xô bác sĩ, mở cửa chạy xuống lầu, cả đoàn người vội vàng đuổi theo, không biết xảy ra chuyện gì khiến tinh thần bệnh nhân dao động lớn như thế. Là âm nhạc, bệnh nhân đứng ở bồn hoa cách cổng bệnh viện không xa, cô nhìn thấy nguồn phát ra tiếng nhạc, ngoài cánh cổng đóng chặt, một bóng dáng quen thuộc nhưng tiều tụy, cầm một cái kèn dài, đang phồng má thổi. Âm thanh đó như tiếng hát xé lòng lên cao cao mãi, tới mức cao nhất vấn vít, tiếp tục lên nữa, tới khi bị phá âm. Một tiếng kèn bi thương vô tận, Đơn Dũng thấy rồi, y thấy sư tỷ nghe tiếng kèn mà chạy ra y vui sướng bật khóc hạ kèn xuống nhìn thấy tả hy dĩnh dưới ánh mặt trời gầy gò mặc áo bệnh nhân thùng thình đang lau nước mắt liên hồi đó là khúc bách điểu triều phục một khúc nhạc tươi vui lại thổi bi sản như tiếng thở dài sau khi thiết hoa bùng nở cô ấy hiểu cô biết âm tiết đó chỉ một người thổi được cũng biết chuyên vì cô mà thổi vì chỉ cô mới hiểu được âm cao đó đơn dũng lau nước mắt cười sư tỷ rụt rè nhìn y như lần đầu gặp tựa như có chút xa lạ tích tắc ấy niềm vui quét sạch mệt mỏi bao ngày y nhìn sư tỷ cười trong nước mắt lại đặt kèn lên môi tiếp đó âm thanh du dương hài hước vang lên âm thấp vừa ngắn vừa nhanh rồi chợt cao dần chói dần bén dần phối hợp động tác lắc lư của người thổi thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân trong sân có người cười ha hả có người vỗ tay có người mặt tươi rói tả hy dĩnh cũng cười cười mà nước mắt chảy mãi bác sĩ cũng nghe ra đó là khúc khiên kiệu hoa kinh ngạc rồi mừng rỡ kỳ tích ở nước ngoài có nhắc tới chữa bệnh tinh thần bằng âm nhạc tôi luôn cho rằng đó là ngụy khoa học đi mau đi hy dĩnh người chăm sóc chính là cô giúp việc khẽ đẩy tả hy dĩnh một cái lúc này rồi còn rụt rè gì nữa tả hy dĩnh đi chân đất chạy rất nhanh cách cửa rào sắt đưa tay ra kéo áo đơn dũng môi mấp máy mãi mà không nói ra được cô gấp tới độ nước mắt ào ạt như lũ tràn đê đừng khóc sư tỷ em đến rồi mà đơn dũng gạt nước mắt lăn trên gò má gầy gò nước mắt cứ lăn mãi không nói đôi tay nắm chặt áo đơn dũng như sợ y lần nữa biến mất đơn dũng sụt sịt nói sư tỷ em không đi nữa sẽ không rời xa chị nữa thực ra em không quên được chị em rất nhớ chị tả hy dĩnh cứ há miệng tựa như cố gắng lắm nhưng không nói ra được đơn dũng hỏi cô có nhớ em không tả hy dĩnh gật đầu gật liên tục đơn dũng nhìn khẩu hình của cô cổ vũ, em không nghe thấy, chị nói ra đi, có nhớ không? Tả Hy dĩnh môi mấp máy, song vẫn không có âm thanh nào phát ra, lưỡi không nghe sai bảo. Đơn Dũng ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên môi, em nghe thấy rồi, nhưng vẫn muốn nghe lần nữa, chị nhớ em không? Nhớ. Một âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu vậy mà làm Đơn Dũng nhòe lệ, một chữ nhớ gian nan như vậy, y nhẹ ngào, nói to lên, để tất cả mọi người nghe thấy, em nhớ chị, chị cũng nhớ em. Nhớ. To nửa lên. Nhớ. To nửa lên. Nhớ. Tả Hy Dĩnh rốt cuộc cũng nói ra ngoài miệng được rồi, đôi tình nhân gian nan ôm nhau khóc, đều nghe thấy rồi. Cô giúp việc treo lên, bác sĩ, cô ấy nói rồi, cô ấy nói rồi. Một đám bệnh nhân chẳng biết ai vỗ tay, sau đó người khác học theo, tiếng vỗ tay, tiếng cười lộn xộn. Bác sĩ Vương kinh ngạc nhìn cảnh tượng chưa từng có ở nơi gần như không có tiếng động này, bà cũng thấy mắt cay cay, xem ra đôi lúc phải tin vào kỳ tích. Ở ngoài cổng, đơn dũng cách hàng rào ôm mặt tả hy dĩnh, lúc này mới nhận ra đây là cảnh tượng xấu hổ, một đám bác sĩ và người bệnh đang nhìn. Tả hy dĩnh nhất thời không biết nên quay về không, đơn dũng nhìn ra tâm tư sư tỷ, suối, sư tỷ, leo lên, leo lên đi. Tả hy dĩnh quyết định rất nhanh, dùng cả chân lẫn tay leo lên, bảo an cuốn lên lớn tiếng quát, bị cô giúp việc đẩy cho lão đảo, cô giúp tả hy dĩnh đào tẩu tả hy dĩnh leo lên mới phát hiện quá cao cô sợ hãi đơn dũng ném kèn đi giang tay hô nhảy xuống em đón chị tả hy dĩnh không suy nghĩ gì nhắm mắt thả người xuống mái tóc dài đen như mực tung bay mép áo lất phất tự tiên tử lạc phàm trần có điều cô toại nguyện được rơi vào vòng tay người yêu cô ôm thật chặt vùi đầu vào vai y tên phàm phu tục tử đó ôm cô rất chặt bỏ luôn giúp việc chạy mất đám đông xung quanh náo động họ hét hoang hô, thậm chí có người chạy ra cửa định học theo cô gái kia bỏ trốn, làm bệnh viện náo loạn, điều hết bác sĩ lẫn bảo an ra mới khống chế được những bệnh nhân mất kiểm soát đó. Bên ngoài trên tấm biển viết địa danh khiến đơn dũng tìm kiếm hơn một tháng, cơ sở điều trị bệnh tâm thần tỉnh Phúc Kiến. Một tuần sau trong căn phòng thuê của đơn dũng, tả hy dĩnh khẽ vương cánh tay cứng đờ, hoạt động chân, trong tầm mắt là mặt trời mọc lên từ mặt biển mỗi lần bị bệnh nặng đều tựa như trải qua ác mộng lần này càng khủng khiếp cô không ngờ rằng mình vượt qua được càng không ngờ mình khôi phục nhanh như vậy tựa như trải qua một cơn ác mộng ngắn sau khi tỉnh lại phát hiện hết thảy đều mỹ hảo đúng rất mỹ hảo y bế cô lên xe chạy như trốn truy sát đưa cô về dẫn cô tới bệnh viện không ngừng nhìn cô bày đủ món ngon cho cô dụ cô nói chuyện liên tục như đem hết lời nén trong lòng nói ra giờ cô thấy mình không còn tự phong bế nữa mà thành lắm lời rồi. Một khắc không thấy đơn dũng, cô có chút sốt ruột, vừa định ra ngoài xem thì đơn dũng hớn hở đi vào hô, nào nào, thử xem. Tả Hy dĩnh ngồi xuống, mở nắp hộp thức ăn, hơi nóng lượn lờ, mùi thơm lạ sực nứt làm cô ngửi một cái mà bụng reo ùng ụt, cái đói dâng lên. Tử sâm địa hoa thang. Tả Hy dĩnh kinh ngạc. Giỏi không? Cha chị bảo tuyệt tích rồi, nhưng em có nhiều lắm. Đơn Dũng nhìn Tả Hy Dĩnh ăn, thứ này rất bổ. Tả Hy dĩnh hốc mấy ngụm canh mà tráng lấm tấm mồ hôi, ngon quá. Sau này chị muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, em tìm được tử đoàn sâm ở Lộ Châu, đã trồng thành công rồi. Đơn Dũng khoe. Tả Hy dĩnh lúc này mới để ý đơn Dũng tóc tai bầm sờm, trâu ria lẫm chởm, thời gian qua chỉ bận rộn đưa cô đi bệnh viện, cô chỉ, sao, sao cậu thành thế này? Lúc tới đẹp trai lắm, tìm chị hơn một tháng mà thành thế này đơn dũng lại múc thêm một bát nữa tả hy dĩnh không ăn vội mà hai tay ôm mặt y thương xót nói tôi còn chưa hỏi đấy sao cậu biết tôi ở đâu chỉ cha tôi biết ông ấy không nói với ai hết không nói thì không có cách à em đi từng nơi một em nghĩ chỉ cần chị nghe thấy tiếng kèn nhất định chị sẽ xuất hiện đó chị xuất hiện rồi em thổi hỏng mấy cái lưỡi kèn đó đơn dũng vừa nói xong không ngờ tả hy dĩnh mắt ẩn nước sắp khóc y cuốn lên sửa lời không không em không phải đi nhiều đâu tới thẳng chỗ đó luôn trùng hợp đấy gọi là tâm linh tương thông đấy tả hy dĩnh vẫn khóc còn đấm đơn dũng hai cái cầm bát canh lên ăn hết ăn sáng xong nhìn đơn dũng dọn dẹp bát đũa cô ấy nấy nói xin lỗi tôi không biết làm gì cả vậy đưa bác đây em dạy chị rửa không phải cha chị có vấn đề không biết cũng không học đó là vấn đề của chị đừng mong em thiên vị chị Em chuẩn bị dạy chị thành bà chủ gia đình tiêu chuẩn. Đơn Dũng nói đùa. Tả Hy dĩnh hiểu ý câu nói đùa đó, cô không ngại, cũng không nói đồng ý, có điều cầm lấy bát, học theo Đơn Dũng bắt đầu rửa. Ai bảo cô thích một kẻ phàm phu tục tử? Ăn sáng xong, rửa bát xong, Tả Hy dĩnh lau tay, nhìn thấy Đơn Dũng lục loại hành lý, hỏi y tìm gì. Đơn Dũng lấy ra một thứ, em nhận được thư của chị rồi, thư của em đâu? Tả Hy dĩnh cười, cô cũng tựa như đi tìm bảo bối, lấy lá thư gấp trong túi ra, ý cảnh rất giống nhau, nhưng đơn dũng vẽ kiểu truyện tranh, rất khó phân biệt. Đã thế còn mặt dày nói, có phải chị sao chép của em không? Cậu vẽ xấu như vậy, tôi thèm vào sao chép. Ha ha ha, chị vẽ hai chúng ta trong lý tưởng, một xinh đẹp một đẹp trai. Còn em vẽ chúng ta trong hiện thực, nhìn bây giờ, chị không đẹp em cũng không xoái. Đơn dũng cất tranh đi bị tả hy dĩnh cướp lấy, cô cẩn thận gấp lại để ở gần tim hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đơn dũng ghé tới yêu thương hôn môi cô nhẹ nhàng nói hôm nay không đi bệnh viện nữa bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của chị rất tốt chủ yếu là giữ tinh thần vui vẻ vì thế em nghĩ tới một chỗ tả hy dĩnh mắt chớp chớp tò mò hỏi đi đâu chị đoán xem đơn dũng không đáp không cần đoán tôi cũng biết tả hy dĩnh mỉm cười cô đọc được trái tim đơn dũng. Không khó đoán, trong tim hai người chỉ có một nơi duy nhất. Hôm đó đơn dũng đưa tả hy dĩnh quay lại cổ lãng tự, tới bưu điện hạnh phúc chụp một bức ảnh chung, ở lại trên đảo quyến luyến không đi. Ba tháng sau ở đó tổ chức một hôn lễ chưa từng có, 100 chiếc đàn piano biểu diễn khúc nhạc hôn lễ, nơi tổ chức là một chiếc du thuyền trắng muốn, hoa phượng hoàng trái vụ trải đỏ một vùng, du khách khắp nơi trên cả nước chúc mừng. Chủ hôn là ông chủ của bưu điện hạnh phúc, khách khứa tham gia hôn lễ của đơn dũng không ít nữ khách hâm mộ hôn lễ lãng mạn tới cùng cực này còn lôi đại bằng ăn một bụng hải sản không quen thủy thổ thành trò cười sau hôn lễ ảnh cưới cỡ lớn của hai người được treo trong bưu điện hạnh phúc nụ cười của họ làm cửa hiệu nhỏ tăng giá trị không ít ông chủ từ đó gặp ai cũng kể câu chuyện hai lá thư giúp họ tìm lại nhau thế nào làm không biết bao thiếu nam thiếu nữ ngây thơ hâm mộ sau lễ kết hôn không lâu đương địa tổ chức một buổi bán đấu giá do danh nhân văn hóa đương địa tả Nam Hạ công khai ra mặt, đem toàn bộ tích góp cả đời ra bán đấu giá từ thiện. Tuy bị đứa cháu ngoại và thân thích lấy mất không ít, số còn lại vẫn khá nhiều, bán đi được 5.000 vạn, một nửa ông quyên cho quỹ trợ học của giáo sư Tống, một nửa ông cứu trợ bệnh nhân trầm cảm. Con rể mới đánh giá, ông già lần này đúng là siêu phàm thoát tục rồi, trực tiếp biến mình thành quỷ nghèo, nghèo tới chẳng ma nào thèm mò tới nhà nữa. Ba năm sau, cuối hạ đầu thu trên đường cao tốc lộ thái vừa hoàn công không lâu một chiếc xe vôn vô từ phía nam tới đi qua đoạn trấn thạch thành ở lối vào xếp hàng rời đường cao tốc thân xe sáng bóng dính vài vết bùn tựa vừa đi xa về người nên đón ở đầu đường không ít chủ nhiệm hội phụ nữ xã đường lê hậu đại muội phụ trách vườn sinh thái nông nghiệp còn có vũ tử giám đốc của nhà máy đồ khô cách lối ra không xa là điểm vận tải của nghiệp giấm nguyên nguyên đoàn người nghỉ ngơi một chút rồi đi tới lộ châu không ít người lần đầu thấy giám đốc Đơn và vị phu nhân cực kỳ xinh đẹp trong truyền thuyết kia, mặc dù chuyện kinh doanh dưới thương hiệu Hưởng Mã trại không ít, mỗi cái có người đứng đầu riêng, nhưng không ai quên được người sáng lập. Huống hồ 3 năm qua đi lại giữa hai vùng, không ít chuyện làm ăn mở rộng tới phương Nam. Lúc này Đơn Dũng thêm vài phần trang trọng bớt đi vẻ hời hợt qua loa, tuy ăn mặc vẫn rất tùy ý, t-shirt màu quân đội với chiếc xe kiểu dáng ngang tàng, trông rất có sức sống y nhìn tả hy dĩnh ở ghế phụ lái chừng một tiếng nữa là về nhà nơi này đẹp thật bảo sao anh cứ thích tới đây tả hy dĩnh nhìn non xanh nước biết cảm khái không đẹp bằng em lời này của anh phải hiểu từ góc độ chính diện hay phản diện tả hy dĩnh cảnh giác nhìn chồng lấy gương nhỏ trong túi ra soi béo rồi mặt tròn hơn cô ảo náo trách em biết rồi từ góc độ phản diện ha ha đó là béo hạnh phúc cũng đẹp lắm anh còn dám nói nữa, đáng ghét. Cuộc sống hạnh phúc cũng có tác dụng phụ, ăn ngon thì sao tránh nổi béo, đơn dũng an ủi, em phiền quá, lên có vài cân mà chịu không nổi, em về xem đại bằng, hai chúng ta không nặng bằng cậu ta. Vừa nhắc tới lôi ca là tả hy dĩnh vì cười, đơn dũng giờ thường trú ở hạ môn, thế là hắn có chỗ để đi, dăm bữa nửa tháng là dẫn vợ bế con tới ăn trực. Thằng con trai giống hệt hắn, ai cho ăn ngon liền gọi là cha, cân nặng vượt chuẩn nghiêm trọng một tuổi rưỡi không biết đi, bế con đi khắp nơi chữa trị vô hiệu. Thế là dứt khoát ném nó xuống quê cùng bọn trẻ con quê chạy loạn khắp nơi một thời gian, ai ngờ biết đi luôn, cha mẹ nuôi có việc để làm, trong con hộ lôi đại bằng. Hai vợ chồng nói cười làm đánh thức người phía sau, không đúng, tỉnh lâu rồi. Tả Hy dĩnh quay đầu lại, nó đang khu chân múa tay ea, a. cô vội nói, dừng xe, con dậy rồi, chắc là nó đói. Xe từ từ đổ lại bên đường, Tả Hy dĩnh bế con gái ra khỏi nôi, cô bé 8 tháng bụ bẩm trắng trẻo đáng yêu, mắt tròn xe cười toe toét chảy nước dãi, tả ướt luôn rồi. Đơn Dũng xuống xe, lục tả giấy, hai vợ chồng một bế, một thay tả cho con. Con bé cứ cười ngốc nghếch, cọ mặt tả Hy dĩnh. Khi quay lại xe, tả Hy dĩnh đã vén áo lên cho con bú, Đơn Dũng thấy con bú trùng trục, đưa tay treo, con gái tựa phản xạ có điều kiện, bú một bên vú, giữ một bên vú. Y cười phá lên, Hy Dĩnh, em xem kìa, nó đề phòng anh cướp sữa của nó đấy. Tả Hy Dĩnh cười khúc khích đánh tay chồng, niềm vui nào hơn thế này nữa. Xe từ từ lên đường, đi rất chậm, cô bé ăn nó nằm trong lòng mẹ nghịch. Đơn Dũng nhìn ra ngoài, trong đầu hiện lên cảnh tượng hoàn toàn khác sự đầm ấm hiện giờ, chớp mắt hiện ra, chớp mắt lại bị Y quên mất. Anh đang nghĩ gì thế? Tả Hy Dĩnh tự hồ nhận ra sắc mặt chồng thay đổi anh đang nghĩ năm xưa lập nghiệp. Chắc chắn chẳng phải chuyện hay ho rồi. Chuyện đó rất bình thường, Phú Hào toàn quốc bây giờ có ba thành di dân, vì lo bị tính sổ đấy. Thực ra anh cũng chột dạ, cách giải quyết tốt nhất là tự biến thành quỷ nghèo như cha em, đáng tiếc, anh không có khí phách đó. Đây đã thành lý do đơn dũng thường treo cha vợ, y làm sao được từ độc thân thành có vợ con rồi. Anh đừng lấy mẹ con em ra làm cớ, có ai ngăn anh đâu em không ngăn thì bản thân anh cũng không nở. Tả Hy Dĩnh an ủi, nhà chúng ta đâu có mối lo đó, sản phẩm hưởng mã trại đa phần là nông nghiệp, không liên quan tới lũng đoạn, làm giả. Sao em cảm giác anh đang khoe thành tựu thế? Sai rồi, thành tựu cả đời của anh ở đó. Đơn Dũng quay sang nhìn hai mẹ con, mà là biến một tiên tử thành phụ nữ gia đình, ha ha ha. Tả Hy Dĩnh đánh chồng thiếu đứng đắn, hai người tự hồ cảm nhiễm con gái, nó vung vẫy tay nhún nhảy, trên đường đi để lại tiếng cười không dứt. Hoan nghênh ghé thăm, dạ, đảm bảo anh không thấy uổng chuyến đi này. Mời mời, hoan nghênh ghé thăm. Lật tiểu lực và bạch thự Quang một trái một phải đứng ở bên cổng khách sạn ngũ cốc phiêu hương, trên đầu là tấm biển quảng cáo lễ hội ẩm thực lộ châu. Hai tên này xem ra còn chưa từ chân chạy vặt đi lên cấp cao hơn. Lát sau đón khách toát mồ hôi, đại béo hỏi trạm chính của lễ hội ẩm thực sao lại đặt ở đây đảng tẩu thích ăn chay chứ sao? Nhị béo đáp. Này, cậu đã thấy đảng tẩu chưa? Tôi chỉ xem qua ảnh, cũng thấy có gì đâu. Đại béo hoài nghi. Nhị béo thông cảm, cậu chỉ có trình độ nhìn thịt thôi, nhìn người không nổi, chúng ta đừng nói chuyện thưởng thức nữ nhân nữa. À, xem ai tới kìa. Đào Thiên Hạc và Ninh Giai tới rồi, dẫn theo đám người mẫu triếu triếp. Ninh Giai vừa nhìn thấy hai người đứng ở cổng thì cười gập lưng, chị Đào, Món ăn có ngon không chả biết, nhìn hai người họ khẩu vị đã tốt rồi. Đào Thiên Hạc cũng không nhịn được cười, hai tên này chẳng khác gì trước kia, thấy đám em gái người mẫu là chảy nước giải. Ninh dai gọi một tiếng, hai tên béo lật đật chạy tới, không người cười như hán giang, chị Ninh có chỉ thị gì ạ? À? Hôm nay nữ khách nhiều, các cậu đừng có dí mắt vào mặt người ta nhìn. Ninh dai mắng. Không, không, cấp bật bác gái, bọn em tuyệt đối không nhìn. Lật tiểu lực cười. Đào Thiên Hạc hỏi ông chủ tới chưa, thiếp mời thu lại được bao nhiêu? Bạch thự quan tính nhẩm, gần hết rồi. Hai cô gái trò chuyện vài câu rồi dẫn đám người mẫu vào chuẩn bị biểu diễn. Không bao lâu sau thì giám đốc ngũ cốc phiên hương cũng đích thân đi xuống, đón đoàn người tả Nam Hạ, cha mẹ đơn dũng, trịnh chi nguyên cùng đào thành chương. Tiếp đó mới là đám anh em làm việc không đáng tin kia, trương vệ hoa và đồng vĩ, tiểu cái tới cùng nhau, vây quanh hai thằng béo bẹo đóng thịt mỡ tống tư oánh chở nhà tư mộ hiền tới có thêm một cô bé buộc sừng dê tên là tư vũ thần đã biết nhảy tưng tưng rồi tiếp đó là trịnh cẩm thiền ở tỉnh thành tới xuống xe chào tống tư oánh quan hệ hai người rất tốt tư mộ hiền đang định bế con gái định vào thì dừng lại hỏi đại béo lôi ca đâu sao chưa tới sao cậu biết lôi ca chưa tới bạch thự quang ngạc nhiên Cậu ta mà tới thì trong đó sớm náo loạn rồi. Đúng thế, chắc là ngủ quên. Hẳn là thế, trừ nguyên nhân này ra chẳng còn lý do nào nữa, tư mộ hiền ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo, tức thì trào dân cảm giác thành tựu. Lộ châu thập đại yến, bác đại danh yến, toàn bộ được hắn moi ra, các loại món ăn tuyệt tích dưới bàn tay tả nam hạ và đơn dũng dần tái hiện. Lễ hội ẩm thực sắp tiến hành hai tuần này bao gồm 19 khách sạn 3 sao trở lên của Lộ Châu tham gia, những món ăn vất vả đào bới ra sẽ được hiện thế nơi này. Lễ khai mạc lấy khách sạn ngủ cốc phiêu hương làm chủ, nơi này là đối tác trao đổi cổ phần với thôn nghỉ dưỡng, sau lễ hội này chuyện kinh doanh hẳn sẽ lên một cấp bậc mới. Trong lúc không để ý, Đơn Dũng đã đi lên vị trí làm người khác phải ngước mắt nhìn, hắn nhớ lúc mấy anh em vây quanh nồi đá nấu ăn, ai ngờ được tham ăn cũng có thành tựu hôm nay. Ê, nhị béo, mau mau, đảng ca tới rồi. Lực tiểu lực từ xa đã nhìn thấy biển số xe, gọi bạch thự quan chạy đi thông báo. Bên kia xe vừa đổ lại, bên này đã chạy ra một đoàn, xuống xe trước tiên là lôi đại bằng, thằng này trong tay còn bế một đứa bé, xuống xe buông tay, thằng bé béo treo hò chạy vào nhà hàng. Lúc này thấy ngay ai mới được hoan nghênh nhất, trương vệ hoa ngồi xuống gian tay, nào nào, nhị lôi, cha bế. Lại đây cha bế. Đỗng vĩ cũng góp vui. Thằng bé này là lôi nhất minh, Nhất Minh là một tiếng hót kinh người, cả đám vây quanh nó đùng đẩy tranh giành. Cái mặt béo múc kế thừa đặc trưng cơ sở của lôi đại bằng. Đổng vĩ bế nó lên cảm khái, mấy anh em xem, di truyền của lôi ca mạnh chưa, tiểu lôi không có tí biến dị nào luôn. Chứ còn không à, tráng cao mồm to mắt lệch, ném ra đường cũng biết là con ai, cả đám cười rộ, chẳng biết ai nói, nhị lôi, hắn chửi cháu đấy, đánh hắn đi. Thằng bé nổi nóng nhổ nước bọt phì phì, Đổng vĩ vẫn cười to bế nó xuống thềm, nói lớn, này, này lại đây xem, tạo người có phát triển mới, hưởng mã trại có người kế thừa rồi. Hắn nói tới cô bé được tả hy dĩnh bế xuống xe giao cho chồng, đơn dũng đắc ý bế con đứng trước mặt mọi người, cảnh cáo, không được tới thơm, làm nó sợ. Cô bé xinh xinh, toàn thân trắng trẻo bụ bẩm, đang tò mò nhìn một đống những cái đầu, bối rối mút ngón tay. Tiểu cái nổi hứng hỏi thằng con ngốc của lôi đại bằng, nhị lôi, để tiểu công chúa này gả cho cháu nhé được không không được nhị lôi chỉ cô bé không có tóc khó coi lắm cả đám cười rộ lên lôi đại bằng bế con lên hỏi nói cho cha biết con thích cô bé nào tương lai cướp về làm vợ nó tiểu lôi chỉ con gái tư mộ hiền mọi người được tràn cười nữa lôi đại bằng thả con xuống thế là nó chạy tới kéo tay cô bé hai đứa chập chững nắm tay nhau đi vào đại sảnh có lẽ là thấy nhiều người lạ, con gái đơn dũng hòa khóc, y liền giao trả cho mẹ, cùng mọi người đi vào trong, tả hy dĩnh bế con gái điềm tĩnh đi bên cạnh, chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta hâm mộ rồi. Có con trai nên lôi ca vên váo lắm, chia sẻ kinh nghiệm với đám độc thân, nói sinh nam hay sinh nữ, quan trọng ở thần thương cắm đủ sâu, bắn đủ chuẩn, nhìn đảng ca và hiền đệ đi, sâu không đủ, chuẩn xác kém. Cả đám cười ngạt thở, hai đương sự câm nín. Tả Hy dĩnh lặng lẽ tranh đi, tìm được giúp việc và cha đã đi máy bay tới sớm một bước. Quay đầu nhìn đám đông ôm bụng cười, cô cũng cười, cô biết thú vui của đơn dũng đa phần vẫn ở câu chuyện thô tục, điểm này cả đời không thay đổi được. Đang nói cười, đơn dũng vô tình thấy Đào Thiên Hạc và Ninh Giai, y mỉm cười với các cô, cả hai cũng cười như chúc phúc. Chỉ là tới lượt thấy Tống Tư Oánh và Trịnh Cẩm Thiền cùng đi tới, y có hơi hoảng sợ. Tống Tư Oánh yêu ghét viết trên mặt, Lít một cái, có gì lạ đâu, chưa phải chưa từng thấy. Một câu làm tiếng nói cười cả đám áp xuống, trịnh cẩm thiền tới gần mắng, đừng có đùa không đúng nơi, hôm nay có không ít đồng nghiệp tỉnh thành tới đấy. Như cố ý phá hoại, nói xong điệu đã đi ra cổng đón quý khách. Lôi ca nhỏ giọng nói, đảng ca, em đề nghị anh thường trú ở Lộ Châu, giờ bọn em phải theo hai bà nương đó kiếm cơm, thành con mẹ nó ăn cơm nhão tập thể rồi. Tiểu cái lại nói chị Tống và nương tử giấm không tệ, ít nhất ở chuyện làm ăn không hành động cảm tính. Hắn vừa lên tiếng liền thành mục tiêu chỉ trích, có điều dù mọi người tức giận thì cũng phải thừa nhận năng lực của hai cô gái này. Đơn Dũng đang lãng đi thì bị người ta huýt một cái chỉ ra cửa, là Tư Mộ Hiền. Ồ, có người tới, y vội dẫn cả đám ra đón. Là hai cha con Vương Hoa Đình, Vương Tẩy Nhiên đã lên tỉnh nhậm chức là nhân vật cấp trọng lượng, ông ta tới khiến không ít khách khứa lên đón. Ông bắt tay Đơn Dũng khách khí vài câu, Đơn Dũng đi theo sau lãnh đạo, liếc nhìn Vương Hoa Đình mặt vết nữ trang trọng. Đúng như y dự đoán, cô lựa chọn ở lại trong nước, thành công vụ viên ở bộ phận quan trọng trên tỉnh thành. Đợi Vương Tẩy Nhiên và khách nói cười, Đơn Dũng mới có cơ hội nói cảm ơn em tới cổ vũ. Có phải anh cảm ơn nhầm người không, thân phận em chưa đủ. Vương Hoa Đình treo. Nhân vật lớn để mặt em mới tới mà. Anh thật giả dối, dù không thông qua em, anh cũng mời được anh nợ em nhiều lắm đấy, xem anh trả ra sao. Nói rồi cô đi lên cùng đám quan viên nhỏ ở lộ châu bắt tay cười nói rất tự nhiên. Tư mộ hiền lén lút hít vai đơn dũng, đảng ca, giờ anh hối hận chưa? Hối hận gì? Thì bỏ qua hoa khôi đảng, bỏ qua hai kỳ tài thương trường, em không tin anh không hối hận. Đơn dũng quay đầu liếc hắn, vậy cậu nói đi, cậu có hối hận không? Hối hận, em chỉ yêu một lần đã thành vợ rồi, đâu được như anh, Hôm nay thành đại hội bạn gái cũ luôn. Tư Mộ Hiền chẳng biết nói thật hay đùa. Vậy anh hỏi nhé, cậu theo anh ăn bao nhiêu món rồi, cậu thấy món nào là thiên hạ đệ nhất? Cái này sao nói được, mỗi món có cái ngon riêng, món ngon không có đệ nhất. Đúng đấy, không có thứ tốt nhất, chỉ có tốt hơn, nên cậu cưới ai cũng sẽ hối hận thôi. Đơn Dũng vỗ vỗ vai Hiền đệ, đi lên đón Tả Hy Dĩnh đang ở tầng 2 đi xuống, nhận lấy con gái. Tư mộ hiền cười, nhìn Lưu Thúy Vân mỗi tay dắt một đứa bé, chính là con gái mình và thằng con nghịch ngợm của Lôi ca. Chuyện vụn vặt trong cuộc sống cùng chuyện kinh doanh nhà gỗ bận rộn biến cô thành cô vợ lắm lời, không còn kích thích hồi cướp dâu nữa. Hắn thấy dù hối hận cũng không nỡ buông tay. Vì chỉ có cô gái muốn cùng anh đi tới già mới gọi là vợ. Lễ mở màn trong tiếng nhạc dân gian, nhân vật trong chính giới Lộ Châu và tỉnh thành không ít, thương giới chủ yếu là đại biểu ngành ẩm thực. Triên giới thiệu khách đã tốn không ít nước bọt của MC. Vương Tẩy Nhiên nói lời chúc khai mạc, vị lãnh đạo cấp phó tỉnh xuất hiện, đại biểu cho hướng gió, lại còn có tình nghĩa với Lộ Châu, tiếng vỗ tay vang dội. MC giới thiệu tên các 19 khách sạn tham gia lễ hội ẩm thực xong, đột nhiên nổi hứng nói to, các vị khách quý, tiếp theo đây chúng ta mời người sáng lập thương hiệu hưởng mã trại, người lập kế hoạch lễ hội ẩm thực lần này, nhà doanh nghiệp dân doanh trứ danh Lộ Châu, Ngài Đơn Dũng lên phát biểu tiếng vỗ tay rào rào làm đơn dũng choáng nói nhỏ trong kế hoạch không có phần anh phát biểu anh hỏi em thì sao em biết tả hy dĩnh nhận lại con gái cổ vũ y lên sân khấu đơn dũng hơi căng thẳng đứng sau lưng giật dây người khác mới là sở trường của y nhiều năm qua ẩn sau màng chỉ có số ít nhân vật trọng yếu mới biết tới sự tồn tại của y thế nên hơi lúng túng trong đám đông có hai cô gái đang đắc ý Tống tư ánh tán thưởng sự thay đổi lâm thời này của nương tử dấm, đánh cược, anh ta nửa phút là xuống. Trịnh cẩm thiền miếng môi cười, nếu anh ta bêu xấu, chúng ta đuổi xuống ngay. Cả hai rất đắc ý, thậm chí còn tức giận nhìn tả hy dĩnh một cái, dù người ta đã là mẹ song tư thái điềm đạm ung dung đó vẫn khiến người ta ghen tị. Không làm tên phụ bạc đó xấu mặt thật có lỗi với trái tim tổn thương của họ. Đơn dũng đối diện với mấy trăm vị khách, đúng là rất thiếu tự nhiên, cười khang hai tiếng, phía dưới cười rộ lên, không ít người không nghe MC lãi nhãi không hiểu đây là ai, khi nghe người khác nói mới kinh ngạc. Thực ra tôi không biết nói chuyện lắm, hôm nay cũng không lên kế hoạch phát biểu. Đơn Dũng rất nhanh ổn định tinh thần, thập đại danh yến, bác đại danh yến, mấy thứ này tôi không nói nhiều nữa, với tôi, giá trị văn hóa của nó cao hơn giá trị thực dụng, dù sao một bàn tới mấy nghìn, không phải ai cũng ăn được. Lại một tràng cười nữa, đơn dũng nhìn thấy vương hoa đình khẽ vỗ tay cổ vũ mình đã là lễ hội ẩm thực vậy phải nói từ ăn là một nhà ẩm thực chưa quá thâm niên tôi nói cho mọi người biết tứ đại kỳ vị đặt ở đâu cũng đúng đừng nói quan yến hôm nay dù là máng hán toàn tịch cũng thua kém khí phách người sáng lập hưởng mã trại dần hiện ra bắt ngay lấy chú ý của khách khứa hai thằng đệ béo sáng mắt kéo lôi ca hỏi nhỏ còn có món chúng ta chưa biết à nghe đảng ca nói đi bốc phép chết cả đám luôn Lôi Đại bằng kinh bỉ, tuy chưa biết lão đại định nói gì nhưng nhất định là bốc phét, bốc phét hết. Trên sân khấu, Đơn Dũng giơ một ngón tay, nghiêm túc nói, món ngon đầu tiên là cơm nước mẹ làm khi còn nhỏ, khi đó chơi mệt, bụng đói, dù là rau xanh đậu hũ, dù có là cơm nguội hôm trước, đó vẫn là món ngon không thể thay thế, đó là mùi vị tình thân khiến người ta nhớ suốt đời. Phía dưới ồ lên, luận mỹ thực thế này thật mới mẻ, mọi người hứng thú hơn hẳn. Đơn dũng thấy hiệu quả không tệ, giờ hai ngón tay, món tuyệt vời thứ hai là sau khi lớn lên, bất kể là ngẫu nhiên đi qua hay là sống xa quê nhà, dù sơn hào hải vị cũng không thể tận hứng. Như người lộ châu chúng ta, ra ngoài phải kiếm quán mì, bê bát lên là hỏi có giấm không. Vậy nên món thứ hai gọi là món quê nhà, mùi vị quê hương cũng không thể thay thế. Khách khứa xì xào, tiếng tán đồng chiếm phần đông. Sắc mặt tống tư oánh khó coi, muốn làm đơn dũng mất mặt ai ngờ thành cơ hội cho y khoe khoang. Cô quay sang nhìn Trịnh Cẩm thiền bày ra chủ ý xấu, Trịnh Cẩm Thiên nhún vai. Cả hai cô gái tới giờ vẫn còn oán niệm, từ sau khi đơn dũng kết hôn thì lúc nào cũng mặc sưng mày xỉa với y, cả hai đều rơi vào cùng một cái hố, khinh thường hết thảy người theo đuổi xung quanh, tới giờ vẫn còn độc thân. Có điều giờ nhận ra, dù nguyền rủa hay chúc phúc, đều đã không thay đổi được nữa. Ngừng chốc lát, Đơn Dũng nói to hơn, món tuyệt vời thứ ba là sau khi lập gia đình, cơm nước vợ làm, dù là món ăn thiếu muối, dù là cơm khê, đều làm người ta ăn ngon lành. Không giấu mọi người, vợ tôi thường ép tôi ăn cơm cô ấy làm, nói nó có vị tình yêu, dù vị tình yêu này với vị giác của tôi là một loại thống khổ, tôi vẫn ăn, vì đó là mùi vị không thể thay thế. Vẻ mặt khoa trương của y gây ra tiếng cười lớn, Đơn Dũng nhìn thấy sư tỷ hơi xấu hổ, thấy cha mẹ và nhóm người gia cười vui vẻ thấy đám bạn xấu cười rộ lên đào thiên hạc lúc này đứng bên cha mình tò mò nhìn cô gái bế con không biết cô gái thế nào giữ được trái tim hoang dại của đơn dũng đáp án viết ngay đó là sự khoan dung cô thầm ghen tị tự hồ như bị người ta cướp đi mất vật yêu thích mọi người có muốn biết vị nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha